Shop hàng Nhật Đồ Địa xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục lên sóng một chiếc máy rửa bát Nationa ngon bổ rẻ. Giờ này em về nhập rất là nhiều máy rửa bát tầm giá rẻ để phục vụ phổ cập máy rửa bát cho các bác nhé. Riêng về máy rửa bát, máy rẻ nhưng mà vẫn rất là bền. Cho nên là năm nay cái kinh tế nó kém, khó khăn, các bác mua máy đắt tiền nó cũng hạn chế. Năm ngoái em bán số lượng máy đắt tiền nhiều hơn máy rẻ, nhưng mà năm nay thì chỉ bán được máy tầm trung và máy rẻ tiền thôi. Còn các máy đắt tiền thì thật sự năm nay bán hơi khó. Cho nên năm nay tập trung nhiều vào các máy rẻ để phục vụ các bác. Nhiều bác lăn tăn về máy rẻ, sợ nó thế này thế kia. Nhưng mà đối với em có chính sách các bác chỉ cần thêm 500.000 em bảo hành cho các bác 3 năm luôn. Đấy. Còn bình thường tất cả các máy em đều bảo hành 6 tháng nhé. Đối với máy rẻ thì các bác lại yên tâm là đồ đạc lại rất là sẵn, càng rẻ tiền thì lại càng sẵn đồ, vì về vận chuyển về rất là nhiều các máy nó bị vỡ, đấy, nó rất là nhiều đồ thay thế cho các bác nên càng rẻ thì lại càng yên tâm. Đấy, con này là một con 50SX3 này, một con cũng là huyền thoại luôn, nói chung Nationa thì con nào ra siêu bền, và bền vô đối luôn. Về Việt Nam chỉ có vệ sinh nắn lại vỏ tí thôi là ok rồi. Các bác nhìn ngày xưa nhé, toàn bộ thân vỏ inox. Như con này người ta gọi là con na mù đấy, tức là không nhìn được bên trong. Việt Nam mình nhiều cây gọi hay lắm. Này, thân của inox hết rồi này. Còn bộ inox luôn, bền vĩnh cửu. Bền mãi với thời gian chắc 50 năm nữa, không hỏng được. Đấy. Các chế độ rửa đầy đủ nhé. Rồi là các chế độ sấy này. Thời gian sấy này. Đấy. Để sấy 25 phút này. Còn nếu bật thêm này cũng là kèm giữ khô chặn bát này. Đấy. Rất là nhiều chế độ luôn. Toàn bộ thân vỏ inox hết. Con này ruột inox nhé. Còn rất là mới này. Thiết kế rất là chắc chắn gọn nhẹ. Toàn bộ các máy ngày xưa toàn inox hết. Đồ ngày xưa nói gì thì nói là vẫn cẩn thận hơn bây giờ. Thì bây giờ người ta đánh vào cái kinh tế nhiều hơn. Đấy. Rất chắc chắn các bạn. Đấy, đặc biệt là giá rẻ như cho nhé. Con này bán 2.2 triệu thôi. Các bác nào lấy các bác liên hệ giá chỉ có 2.2 triệu chiếc máy rửa bát thôi nhé. Còn chưa có đổi nguồn, chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Các bác nào nhu cầu mua máy rửa bát cho gia đình cứ mạnh dạn mua thử đi ạ. Chỉ bằng một bữa nhậu thôi, không có nhiều nhận gì đâu mà các bác phải lo. Còn các bác nào thích bảo hành 3 năm thì em bảo hành 3 năm thêm 500.000 nhé. Đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Tất cả các máy rửa bát dù đắt tiền hay là nhiều tiền thì rửa đều. Máy Nhật đều công suất như nhau hết. Tiền điện rửa mỗi lần rửa hết nửa số điện thôi và 11 lít nước. Độ bền thì càng rẻ tiền thì lại càng bền. Thế mới hay vậy. Chào các bác nhé.